Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Sống khỏe và sống tốt. Nội dung chia sẻ hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính như sau. 1. Cảnh báo 5 thói quen đàn ông phải bỏ trước 40. 2. 6 loại rau giàu canxi hơn sữa. 3. 6 cách dứt điểm tiểu đêm, tiểu dắt cực dễ. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Cảnh báo 5 thói quen đàn ông phải bỏ trước 40. 1. Bỏ bữa. Đàn ông thường dễ bị cuốn vào công việc, không đảm bảo đủ 3 bữa mỗi ngày. Điều này dẫn đến một loạt các vấn đề về sức khỏe như nồng độ đường máu giảm, hormone stress được giải phóng. Bạn sẽ có cảm giác đói ảo nhiều hơn, tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, da và tóc bị tổn thương. 2. Ăn nhiều muối và đường. Nếu bạn ăn quá nhiều muối thì có thể huyết áp sẽ tăng, cơ thể giữ quá nhiều nước, mạch máu bị tổn hại, mất canxi và bạn có nguy cơ cao bị sa sút trí tuệ. Trong khi đó, đường làm rối loạn chuyển hóa insulin và gây bệnh tiểu đường. Đây là những căn bệnh điển hình ở nam giới trung niên. Vì vậy, cần chủ động phòng tránh trước 40 tuổi. 3. Đeo tai nghe quá nhiều. Để tập trung vào công việc hoặc tăng cường độ khi luyện tập, đàn ông có xu hướng đeo tai nghe nhiều hơn hẳn phụ nữ. Song khoa học chứng minh, đeo tai nghe trong hơn 1 giờ mỗi ngày cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn bị mất thính lực khi về già, cùng nhiều bệnh thần kinh khác như đãng trí, lú lẫn. Vì lúc này, âm thanh được truyền trực tiếp vào ống tai, rất gần với màng nhĩ. Nếu nghe thường xuyên với âm lượng to, sẽ khiến thính giác và thần kinh lao lực, lão hóa rất nhanh. 4. Xem TV quá nhiều. Tương tự tai nghe, TV là thiết bị điện tử được nam giới đặc biệt ưa thích. Tuy nhiên, có mối liên quan giữa xem TV trong thời gian dài với tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Ngoài ra, TV và các thiết bị điện tử khác phát ra ánh sáng màu xanh, ảnh hưởng tới nồng độ melatonin, gây ngủ, dễ gây chứng mất ngủ kinh niên, tỉnh giấc giữa đêm, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài. 5. Không uống đủ nước. Uống nước là điều đơn giản, nhưng đàn ông thường quên. Nguyên do là bận rộn, dễ bị cuốn vào guồng xoáy công việc. Thế nhưng, uống nước là một phần quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng, rất quan trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Cơ thể thiếu nước có thể gây bệnh như các rối loạn thận, da khô, chuột rút, đau đầu, mệt mỏi, sưng bàn chân và cánh tay, cholesterol cao và táo bón. Thay vì dựa dẫm vào các loại thuốc bổ và kháng sinh để ngừa bệnh, việc uống đủ nước cũng khiến đàn ông nhân đôi tuổi thọ rồi. Để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. Sáu loại rau giàu canxi hơn sữa. Người qua 40 lại càng phải bổ sung canxi vì nó giúp chống lão hóa và ngừa bệnh xương khớp. Nói đến canxi, người ta sẽ nghĩ ngay đến sữa và hải sản. Nhưng những món này không nên ăn quá nhiều vì giàu chất béo, dễ bị gút và tăng cholesterol. Vì thế, rau là lựa chọn bổ sung canxi hoàn hảo. 6 loại rau dưới đây cực giàu canxi, giúp ngừa loãng xương, càng lớn tuổi càng nên ăn để khỏe đẹp. 1. Rong biển khô. Rong biển khô là một trong những thực phẩm giàu canxi nhất. Trong 100g rong biển khô đã cung cấp 264mg canxi, gấp đôi với sữa. Nó còn ít béo, giàu protein và cực bổ não, giúp ngăn ngừa các bệnh đáng trí hay quên ở người già. 2. Bắp cải. Ít ai biết loại rau rẻ bèo này có chứa hàm lượng canxi cao ngang với sữa. Cụ thể, 100g bắp cải cung cấp 97mg canxi. Bắp cải còn giàu chất xơ, giúp giảm táo bón, giảm đau dạ dày. Do với món sữa dễ gây tiêu chảy và các loại thịt giàu đạm mỡ, nó là lựa chọn thay thế hoàn hảo. 3. Đậu bắp. Giống như bắp cải, đậu bắp cũng là một loại rau bổ dưỡng cho dạ dày.
đậu bắp đặc biệt giàu protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Ngoài ra, loại rau này cũng cung cấp lượng canxi tương đối cao. Trong 100g đậu bắp chứa tới 81g canxi, gần bằng với sữa. 4. Bông cải xanh. Bông cải xanh cung cấp rất nhiều canxi. Cứ 150g bông cải xanh lại cung cấp 100mg canxi. Ngoài ra, một khẩu phần ăn có chứa bông cải xanh cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C bạn cần mỗi ngày, giúp tăng hệ miễn dịch, chống lão hóa và ngừa ung thư cực kỳ tốt. 5. Cải xoăn. 100g cải xoăn chứa tới 180mg canxi, gấp đôi so với sữa. Ngoài ra, nó còn chứa hàng tá dinh dưỡng vàng khác như chất xơ chống táo bón, chất chống oxy hóa ngừa ung thư, vitamin A giúp sáng mắt, sắt và các khoáng chất bổ máu. 6. Mộc nhĩ. 100g mộc nhĩ chứa tới 115mg canxi. Ngoài ra, mộc nhĩ còn được gọi là nhà vô địch sắt hay thịt bò chay vì nó có lượng sắt còn hơn thịt bò, giúp bổ máu rất tốt cho phụ nữ, đàn ông yếu sinh lý, trẻ em còi xương hoặc người mới ốm dậy. Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung cuối cùng của chương trình. Sáu cách dứt điểm tiểu đêm, tiểu rắt cực dễ. Thưa quý vị, tiểu đêm hoặc tiểu rắt liên tục là bệnh khá phổ biến. Nó không chỉ gây cản trở sinh hoạt mà còn bào mòn thận từng ngày. Thông thường, một người khỏe mạnh sẽ đi tiểu khoảng 8 lần một ngày, trong đó có 7 lần vào ban ngày và 1 lần vào ban đêm, với lượng nước tiểu mỗi lần tương đương 300ml. Nếu bạn vượt qua ngưỡng này thì đã mắc chứng tiểu đêm, tiểu rắt hoặc rối loạn tiểu tiện. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Hùng, thuộc khối bệnh viện Vinmec, bệnh nhân nên duy trì 6 thói quen sau để khắc phục dứt điểm bệnh. 1. Ngừng uống trà và cà phê buổi tối. Hầu hết bệnh nhân tiểu đêm đều liên quan đến kích thích thần kinh, mà những loại đồ uống chứa caffeine như trà đặc, cà phê, nước tăng lực là nguyên do thường gặp, nên hạn chế uống các loại này trong 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ. Nó không chỉ giúp giảm tiểu đêm, tiểu són mà còn làm bạn ngủ ngon hơn. 2. Bớt ăn mặn. Ăn quá nhiều muối là nguyên nhân gây tiểu liên tục. Ngoài ra, nó còn cực hại thận. Muối không chỉ ở dạng hạt mà còn tiềm ẩn trong các loại gia vị như nước mắm, nước tương, dầu hào, bột ướp. Hạn chế những món này được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, giúp thận bớt phải làm việc và đi tiểu vừa đủ, đúng giờ. 3. Uống nước giá đỗ. Trong đông y, giá đỗ có tính mát, giúp điều hòa đường tiểu, giải độc và kháng viêm. Đỗ đem luộc lấy nước rồi pha chút đường phèn. Mỗi ngày uống 200ml sẽ thấy đi tiểu bớt đau buốt, lượng nước tiểu ra đều, từ đó giảm tiểu đêm và tiểu rắt. 4. Uống nước dâu ngô. Tương tự như giá đỗ, dâu ngô giúp lợi tiểu rất tốt. Nó có tính sát khuẩn mạnh hơn giá, phù hợp với người bị đau buốt khi tiểu, tiểu són và tiểu đêm do viêm bàng quang. Dâu ngô luộc có thể pha thêm đường phèn và kim tiền thảo, giúp tăng cường hiệu quả. 5. Ăn bưởi. Trong bưởi có chứa một chất gọi là detoxe, giúp tăng cường lọc máu và cải thiện hệ thống bài tiết, từ đó giúp bàng quang ổn định, đi tiểu vừa phải và theo nhịp sinh học đều đặn. Nếu không có thời gian nấu nước uống, mỗi ngày nên ăn từ 2 đến 3 lạng bưởi tươi. Tuy nhiên, vì bưởi chứa nhiều nước, không nên ăn vào buổi tối sẽ kích thích đi tiểu trong lúc ngủ. 6. Tập thể dục vùng xương chậu. Cuối cùng, nguyên nhân ít ai biết của tiểu đêm hay tiểu không tự chủ là do rối loạn thần kinh vùng xương chậu. Nếu có điều kiện, mỗi ngày nên dành 15 phút tập các bài vùng hông, mông và lưng dưới, giúp sức khỏe nơi này dẻo dai, ổn định, bàng quang hoạt động tốt và giảm dần chứng tiểu đêm. Lưu ý rằng, nên kết hợp ăn uống, sinh hoạt và tập luyện cùng với nhau, kiên trì 1 đến 2 tháng, ắt sẽ có kết quả. Thưa quý vị, thông tin trên cũng đồng thời khép lại bản tin ngày hôm nay.
Hy vọng những mẹo vặt sức khỏe trên sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong đời sống của quý ông, từ sinh lý đến sức khỏe. Hãy nhớ rằng, nguồn gốc của sinh lý sung mãn là một sức khỏe ổn định, sạch độc tố và chậm lão hóa. Nếu yêu thích các thông tin như trên, mời quý vị nhấn theo dõi kênh ngay để sớm nhận thông báo khi video tiếp theo lên sóng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!